chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến chủ tịch hồ chí minh là hiện thân tiêu biểu cho phẩm chất đạo đức và khí phạch của dân tộc ta cho phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng ta giáo dục xây dựng đạo đức lối sống tốt đẹp theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh vừa là yêu cầu cấp bách hiện nay vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài đẩy mạnh việc giáo dục xây dựng đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên và nhân dân trong thời kỳ mới thông qua tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp đấu tranh khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên chặn đứng đẩy lùi tệ quan liêu tham nhũng lãng phí và các tệ nạn xã hội hình thành và phát triển các giá trị đạo đức cách mạng của chủ nghĩa xã hội xây dựng con người việt nam xã hội chủ nghĩa có nhân cách cao đẹp bản lĩnh chính trị vững vàng, lối xuống văn minh, xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh tiến bộ. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Quan điểm của chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên. Bài viết của Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Bô, Nguyên Thư ký Tiểu ban Quốc phòng An ninh Đối ngoại, Hội đồng Lý luận Trung ương quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa mark lenin về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo mark và engel sống chiến đấu cho lý tưởng cộng sản là phẩm chất đạo đức cách mạng hàng đầu của người cộng sản tiếp đến là đoàn kết trong đảng đoàn kết quốc tế đấu tranh đến cùng cho thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản các ông khẳng định vô sản tất cả các nước đoàn kết lại chúng ta hãy nhớ một nguyên tắc cơ bản của quốc tế sự đoàn kết chúng ta sẽ đạt mục đích vĩ đại mà chúng ta đang hướng tới nếu chúng ta củng cố vững chắc nguyên tắc đầy sức sống này trong tất cả các công nhân ở tất cả các nước cách mạng là phải đoàn kết còn về phần tôi tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình và làm việc không mệt mỏi để tạo nên một sự đoàn kết như vậy trong toàn thể công nhân một sự đoàn kết có kết quả tốt như vậy cho tương lai về nguyên tắc đạo đức cách mạng ăn ghen cho rằng đó là lợi ích đúng đắn nếu như lợi ích đúng đắn là nguyên tắc của toàn bộ đạo đức thì do đó cần ra sức làm cho lợi ích riêng của con người cá biệt phù hợp với lợi ích của toàn thể loài người lenin đã kế thừa vận dụng sáng tạo phát triển quan điểm của marx và engel lenin đã chỉ rõ các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên đó là tuyệt đối trung thành với đảng hy sinh quên mình vì chủ nghĩa xã hội theo lenin chỉ có những người thực sự trung thành với sự nghiệp giải phóng của nhân dân lao động mới có thể gia nhập đảng được lòng trung thành là điều kiện cơ bản để thực hành và giữ vững kỷ luật nghiêm ngặt nhất của chúng ta chỉ có những đại biểu ưu tú của quần chúng những con người luôn thường trực trong mình một tinh thần tự giác gánh vác một công tác gian khổ hơn lúc bình thường và lại nguy hiểm hơn và sẵn sàng hy sinh quên mình phục vụ chủ nghĩa cộng sản mới xứng đáng là đảng viên cộng sản Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng và đoàn kết quốc tế. Lenin luôn nhấn mạnh người đảng viên cần giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Sau những cuộc tranh luận và bàn cãi, chúng ta phải mạnh hơn khi mới bắt đầu tranh luận. Một khi quyết định đã được thông qua thì toàn đảng phải ủng hộ nó, toàn thể đảng viên vì nghĩa vụ đảng viên của mình và để duy trì sự thống nhất trong chính ngay hàng ngũ của đảng ta đều phải chấp hành những quyết định của cơ quan lãnh đạo trung ương của mình, tức là ban chấp hành trung ương đảng. Muốn cho cách mạng vô sản thắng lợi thì phải giáo dục lâu dài cho công nhân tinh thần bình đẳng và hữu nghị dân tộc hoàn toàn nhất. Lenin cho rằng tinh thần tập thể liên kết không chỉ giai cấp công nhân mà giai cấp công nhân còn liên kết với các giai cấp khác trên toàn thế giới thành một khối đoàn kết thống nhất vững chắc. Người khẳng định, lao động thì đoàn kết thò lại mà lao động thì chẳng những công nhân và nông dân ở nga mà nó còn đoàn kết họ với công nhân và nông dân ở tất cả các nước tận tụy hết lòng với công việc không tham ô hối lộ lenin nhấn mạnh điều này trong bối cảnh xây dựng xã hội mới xã hội xã hội chủ nghĩa phải làm cho nước nga hết sạch những rơi rớt của lối sống địa chủ và tư bản bọn này tự cho phép mình xử sự như những tên tưởng quan trong khi theo pháp luật của nước cộng hòa công nông chúng ta thì họ phải là những người do các xô viết bầu ra và phải là tấm gương làm việc tận tụy và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật chính quyền xô viết đã xử bắn không ít những kẻ có cương vị công tác nhưng đã xa vào tham mô chẳng hạn và chúng ta sẽ đấu tranh đến cùng để chống lại những kẻ khốn kiếp như vậy nếu còn có thể hối lộ được thì cũng không thể nói đến chính trị được trong trường hợp này thậm chí cũng không thể nói đến làm chính trị được vì mọi biện pháp đều sẽ lơ lửng trên không trung sẽ hoàn toàn không mang lại kết quả gì nêu gương trước quần chúng nhân dân trung thành với lợi ích của người lao động kiên quyết với kẻ thù kiên định trong những giờ phút gây go tinh thần đấu tranh một lòng hy sinh chống kẻ thù cán bộ đảng viên cộng sản phải tự mình gương mẫu để cổ vũ những người ngoài đảng đấu tranh xây dựng bảo vệ tổ quốc theo lenin sở dĩ chính quyền xô viết chiến thắng được thù trong giặc ngoài bao vây là bởi cán bộ đảng viên đã tự mình làm gương cho quần chúng lao động thấy mọi mẫu mực về lòng trung thành đối với lợi ích của những người lao động về tinh thần kiên quyết đấu tranh với kẻ thù của những người lao động tức là với bọn bóc lột nói chung bọn tư hữu và bọn đầu cơ nói riêng về thái độ kiên định trong những giờ phút gay go về tinh thần đấu tranh một lòng hy sinh chống bọn đế quốc ăn cướp trên toàn thế giới cho nên chỉ nguyên sức mạnh của sự đồng tình của công nhân và nông dân đối với đội tiền phong của mình cũng đã có thể sáng tạo được những kỳ tích. Khiêm tốn, không kiêu ngạo cộng sản, không tự cao tự đại. Trong bối cảnh cách mạng nước Nga, Lenin đã chỉ ra ba loại kẻ thù chính, kẻ thù nội xâm mà những người cộng sản Nga phải kiên quyết đấu tranh tiêu diệt chúng. Kẻ thù đầu tiên mà Lenin nói đến chính là tính kiêu ngạo cộng sản tức là tưởng rằng chỉ bằng những pháp lệnh cộng sản là có thể giải quyết được tất cả mọi nhiệm vụ của mình. Ông cảnh báo rằng không có gì nguy hại và tai hại đối với chủ nghĩa cộng sản bằng thói lên mặt ta đây là cộng sản. Tự ta, ta thu xếp được. Chỉ trông vào bàn tay của những người cộng sản để xây dựng xã hội cộng sản, đó là một tư tưởng hết sức ngây thơ. Những người cộng sản chỉ là một giọt nước trong đại dương, một giọt nước trong đại dương nhân dân, họ chỉ có thể lãnh đạo nhân dân đi theo con đường của mình với điều kiện là họ vạch ra được con đường đó cho đúng, không những chỉ đúng theo hướng đi của lịch sử thế giới mà thôi. Do vậy, để có thể đưa cách mạng đi đến thắng lợi, người cộng sản phải khiêm tốn, không mắc vào bệnh kiêu ngạo cộng sản. Học tập suốt đời. Theo Lenin, muốn đổi mới bộ máy nhà nước của chúng ta thì phải cố hết sức tự đặt cho mình nhiệm vụ sau đây, một là chúng ta phải học tập hai là chúng ta phải học tập nữa ba là chúng ta phải học tập mãi trung thực kỷ luật tiết kiệm chống lãng phí quan liêu trong các tác phẩm bài viết của mình đặc biệt là tác phẩm những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền xô viết lenin yêu cầu cán bộ đảng viên phải trung thực kỷ luật tiết kiệm chống lãng phí trong lao động sản xuất để nâng cao năng suất lao động hãy cẩn thận và thành thực hãy chi tiêu tiết kiệm đừng lười biếng đừng tham mô, hãy triệt để tuân theo kỷ luật lao động ông cảnh báo toàn bộ các công việc của tất cả các cơ quan kinh tế của chúng ta bị khốn khổ trước hết về quan liêu nếu có cái gì sẽ làm tiêu vong chúng ta thì chính là cái đó nhiệm vụ cấp thiết chủ yếu nhất trong lúc này và cũng vẫn còn là nhiệm vụ quan trọng nhất trong những năm sắp tới là không ngừng tinh giảm bộ máy xô viết và giảm bớt chi phí của nó bằng cách giảm nhẹ biên chế cải tiến tổ chức xóa bỏ tác phong lề mề hành chính bệnh quan liêu và giảm bớt các khoản chi tiêu phi sản xuất lenin đã chỉ rõ hãy cẩn thận và thành thực hãy chi tiêu tiết kiệm đừng lười biển đừng tham ô hãy triệt để tuân theo kỷ luật lao động gắn bó mật thiết với nhân dân lenin khẳng định chính đảng cách mạng của giai cấp vô sản đảng này sẽ không xứng với danh hiệu đó chừng nào nó còn chưa biết làm cho lãnh tụ giai cấp và quần chúng kết hợp với nhau thành một chỉnh thể không thể chia cắt được đảng nhất thiết phải công tác ở bất kỳ nơi nào có quần chúng phải biết tự nguyện chịu mọi hy sinh vượt những trở ngại lớn nhất để tiến hành một công tác tuyên truyền và cổ động có hệ thống bền bỉ dẻo dai và những nại chính ngay trong các cơ quan các hội các tổ chức thậm chí phản động nhất cuộc đấu tranh chống sự lệch lạc quan liêu chủ nghĩa đối với tổ chức xô viết được bảo đảm bởi tính vững chắc của những mối liên hệ gắn liền với các xô viết với nhân dân chính sự gần gũi của các xô viết với nhân dân lao động đã tạo ra những hình thức đặc biệt của sự bãi miễn và của thứ kiểm tra khác từ dưới lên những hình thức mà hiện nay chúng ta phải thật cố gắng phát triển công khai thừa nhận sai lầm khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa lenin khẳng định thái độ của một chính đảng trước những sai lầm của mình là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất và chắc chắn nhất để xét xem đảng ấy có nghiêm túc không và có thực sự làm tròn nghĩa vụ của mình đối với giai cấp mình và đối với quần chúng lao động không công khai thừa nhận sai lầm tìm ra nguyên nhân sai lầm phân tích hoàn cảnh đã đẻ ra sai lầm nghiên cứu cẩn thận những biện pháp để sửa chữa sai lầm ấy đó là dấu hiệu chứng tỏ một đảng nghiêm túc đó là đảng làm tròn nghĩa vụ của mình không chỉ đưa ra các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên lenin còn là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng nói về điều này hồ chí minh khẳng định nếu giai cấp vô sản phương tây coi lenin là một thủ lĩnh một lãnh tụ một người thầy thì các dân tộc phương đông lại coi lenin là một người con vĩ đại hơn nữa cao quý hơn nữa nếu tôi có thể nói như vậy không phải chỉ thiên tài của người mà chính là tính coi khinh sự xa hoa tinh thần yêu lao động đời tư trong sáng nếp sống giản dị tóm lại là đạo đức vĩ đại và cao đẹp của người thầy đã ảnh hưởng lớn lao tới các dân tộc châu á và đã khiến cho trái tim của họ hướng về người không chỉ không gì ngăn cản nổi tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên là nội dung cốt lõi trong tư tưởng của hồ chí minh về đạo đức cách mạng các chuẩn mực này được hồ chí minh khẳng định trong nhiều tác phẩm nhiều bài nói bài viết trong những bối cảnh giai đoạn cách mạng khác nhau bao gồm những chuẩn mực cơ bản sau đây một là suốt đời đấu tranh cho đảng cho cách mạng đặt lợi ích của đảng và của nhân dân lao động lên trên hết trước hết trong tác phẩm đạo đức cách mạng tác phẩm cơ bản nhất của Hồ Chí Minh viết năm 1958 về đạo đức cách mạng, người khẳng định. Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất, ra sức làm việc cho đảng, giữ vững kỷ luật của đảng, thực hiện tốt đường lối chính sách của đảng, đặt lợi ích của đảng và của nhân dân lao động lên trên hết, lên trước lợi ích của cá nhân mình, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân vì đảng vì dân mà đấu tranh quên mình gương mẫu trong mọi việc đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành với đảng với nhân dân hai là trung với nước hiểu với dân chủ tịch hồ chí minh khẳng định loài người không gì quý bằng tổ quốc gắn liền với tổ quốc là nhân dân chủ tịch hồ chí minh chỉ rõ trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân trong thế giới không gì mạnh bằng sức lực lượng đoàn kết của nhân dân cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân nước lấy dân làm gốc gốc có vững cây mấy bền xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân cho nên người cán bộ phải có đạo đức cách mạng phải giữ đạo đức cách mạng mới là người cán bộ cách mạng chân chính đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là nhận rõ phải trái giữ vững lập trường tận trung với nước tận hiếu với dân ba là cần kiệm liêm chính trí công vô tư Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định cần kiệm liêm chính là chuẩn mực đạo đức cách mạng chủ yếu là phong cách làm việc và cũng chính là nhân cách của người cách mạng. Trời có bốn mùa, xuân hạ thu đông, đất có bốn phương đông tây nam bắc, người có bốn đức cần kiệm liêm chính, thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người. Cần vốn chỉ có nghĩa là siêng năng chăm chỉ song chủ tịch hồ chí minh đã đưa vào chữ cần nhiều nghĩa mới hiện đại phù hợp với yêu cầu xây dựng nước việt nam dân giàu nước mạnh cần đòi hỏi người lao động mà trước hết là cán bộ đảng viên phải có sức làm việc bền bỉ dẻo dai suốt cuộc đời với ý chí không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quyết chí cũng làm nên hơn nữa cần là phải phấn đấu làm việc với năng suất cao như người khẳng định cần tức là tăng năng suất trong công tác bất kỳ công tác gì. Kiệm là biết chi tiêu một cách khoa học có hiệu quả nhất. Muốn tiết kiệm có kết quả tốt thì phải khéo tổ chức, phải biết tiết kiệm thời gian đi đôi với chống lãng phí sức lao động của cải của nhân dân, của cơ quan, của nhà nước để tăng năng suất lao động. Liêm là trong sạch, không tham lam. Ngày xưa dưới chế độ phong kiến, những người làm quan không đục phép dân thì gọi là liêm, chữ liêm ấy chỉ có nghĩa hẹp nay tất cả mọi công dân đều phải liêm song cán bộ đảng viên phải thực hành chữ liêm trước để làm kiểu mẫu cho dân chính nghĩa là không tà nghĩa là thẳng thắn đứng đắn trung thực điều gì không đứng đắn thẳng thắn tức là tà người làm việc thiện là chính người làm việc ác là tà chí công vô tư là phẩm chất đạo đức trong mối quan hệ của cán bộ đảng viên với công việc chung hàm chứa sự bằng công bằng và vì lợi ích chung không vì tư lợi không thiên vị luôn đọc lợi ích của đảng của nhân dân của dân tộc lên trên hết trước hết đem lòng chí công vô tư mà đối với người đối với việc khi làm bất cứ việc gì đừng nghĩ đến mình trước khi hưởng thụ thì mình nên đi sau muốn chí công vô tư thì phải chống chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết là chỉ biết mọi người vì mình mà không lo mình vì mọi người chủ nghĩa cá nhân là một thứ gian xảo xảo quyệt nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc nó là một thứ vi trùng rất độc đẻ ra hàng trăm thứ bệnh nguy hiểm như tham ô lãng phí quan liêu tham danh trục lợi thích địa vị quyền hành nó phá từ trong phá ra nó là bạn đồng minh của chủ nghĩa đế quốc và thói quen truyền thống lạc hậu Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho nên thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. Muốn là nhân nghĩa, dũng trí tín. Khi nó đến nhóm chủ mực, trí tín, nhân nghĩa, dũng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc đến Liêm, ở đây không nhắc lại Liêm vì chủ mực này đã được đề cập trong nhóm chủ mực cần kiệm liêm chính trong lời nói chuyện trong buổi lễ bế mạc lớp bổ túc trung cấp tổ chức tháng 10 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, một người cán bộ tốt phải có đạo đức cách mạng, muốn có đạo đức cách mạng phải có năm điều sau đây, trí tín, nhân dũng liêm. Nói rõ nghĩa, trí là sáng suốt, biết địch, biết mình, biết người tốt thì nâng đỡ, biết người xấu thì không dùng, biết cái tốt của mình mà phát triển lên, biết cái xấu của mình để mà tránh tín nói cái gì phải cho tin nói và làm cho nhất trí làm thế nào cho dân tin cho bộ đội tin ở mình nhân là phải lòng bác ái yêu nước yêu đồng bào yêu bộ đội của mình dũng là phải mạnh dạn quả quyết nhưng không phải làm liều phải có kế hoạch rồi kiên quyết làm ngay nguy hiểm cũng phải làm nghĩa là phải có lòng dũng cảm trong công việc liêm là không tham danh vị không tham sống không tham tiền không tham sắc người cán bộ đã dám hy sinh cho tổ quốc, hy sinh cho đồng bào, hy sinh vì nghĩa thì không tham gì hết. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc viết tháng 10 năm 1947, nói về tính tốt của người cán bộ đảng viên, một lần nữa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh Nói tóm lại, tính tốt ấy phải có 5 điều, nhân nghĩa, trí dũng liêm. Nhân là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí đồng bào, vì thế kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến đảng, đến nhân dân. Nghĩa là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu đảng. Ngoài lợi ích của đảng, không có lợi ích riêng phải lo toan. Chỉ là vì không có việc tư túi, nó làm mù quáng cho nên đầu óc trong sạch sáng suốt. Vì vậy mà biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho đảng, biết vì đảng mà cất nhắc người tốt, đề phòng người gian, dũng là dũng cảm gan góc gặp việc phải có gan làm thấy khuyết điểm có gan sửa chữa cực khổ khó khăn có gan chịu đựng có gan chống lại những sự vinh hoa phú quý không chính đáng nếu cần thì có gan hy sinh tính mạch cho đảng cho tổ quốc không bao giờ ruột rè nhút nhát liêm là không tham địa vị không tham tiền tài không tham sung sướng không ham người tân quốc mình vì vậy mà quang minh chính đại không bao giờ hữu hóa Năm là thương yêu con người, sống có tình, có nghĩa. Thương yêu quý trọng con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh là trên lập trường của giai cấp công nhân, cán bộ, đảng viên cần biết tư tưởng hành động. Cụ thể, dành tình thương yêu với con người đang sống trên đời này, nhất là với những người bị áp bức, đói nghèo, bệnh tật. Tình thương yêu con người của Hồ Chí Minh là một biểu hiện của sự phát triển đạo đức học của chủ nghĩa Mark Lenin. Theo người, hiểu chủ nghĩa mark lenin là phải sống với nhau có tình có nghĩa nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa mark lenin được sáu là giữ gìn sự đoàn kết thống nhất chủ tịch hồ chí minh chỉ rõ mục đích của đảng lao động việt nam có thể gồm trong tám chữ là đoàn kết toàn dân phụng sự tổ quốc đoàn kết làm nên sức mạnh đoàn kết, đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công cho nên người yêu cầu các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình bảy là kỷ luật nghiêm minh theo chủ tịch hồ chí minh đảng ta tuy nhiều người nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người đó là nhờ có kỷ luật kỷ luật của ta là kỷ luật sắc nghĩa là nghiêm túc và tự giác các đồng chí chúng ta cần phải ra sức giữ gìn kỷ luật sắc của đảng người phê phán rất nghiêm khắc một số cán bộ đảng viên chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa kỷ luật của đảng, kỷ luật của nhà nước và kỷ luật của các đoàn thể mà đảng viên đó là thành viên. Sự thật, nhiều đảng viên, cán bộ chẳng làm đúng như thế, đã không giữ đúng kỷ luật của chính quyền, cơ quan đoàn thể, nhân dân. Thậm chí có khi phất cả thủ trưởng, bộ trưởng đi không xin phép, về không báo cáo, tưởng là đảng viên thì muốn làm trời làm đất gì thì làm các đảng viên cán bộ đó không biết kỷ luật của chính quyền, của đoàn thể, nhân dân và đảng cũng là một. Trong tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh đề cập chống chủ nghĩa cá nhân cho rằng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, kỷ luật kém, tinh thần trách nhiệm kém, không chấp hành đúng đường lối chính sách của đảng và nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng của nhân dân. Do vậy, Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng phải chú trọng tới vấn đề kỷ luật của đảng, kỷ luật của đảng phải nghiêm minh. là tinh thần quốc tế trong sáng. Tinh thần quốc tế trong sáng là một chủng mực đạo đức bắt nguồn từ bản chất giai cấp công nhân và chế độ xã chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà yêu nước và chiến sĩ quốc tế vĩ đại, người đã kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng trong tư tưởng, đạo đức và phong cách của mình, quan sơn muôn dập một nhà bốn phương vô sản đều là anh em chính là chống chủ nghĩa cá nhân theo hồ chí minh đi đôi với nâng cao đạo đức cách mạng thì phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách mạng nếu còn lại trong mình dù là ít thôi thì nó sẽ chờ dịp để phát triển để che lấp đạo đức cách mạng để ngăn trở ta một lòng một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng chủ nghĩa cá nhân sinh ra nhiều bệnh phạm nhiều sai lầm, khuyết điểm. Người chỉ rõ do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, xa vào tham mô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ. Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối chính sách của Đảng và của nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng của nhân dân. Vì thế, phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. 10 là học tập suốt đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng cán bộ đảng viên bởi vì cán bộ là cái gốc của mọi công việc vì vậy huấn luyện cán bộ là công việc gốc của đảng trong đó nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ đảng viên là yêu cầu khách quan để họ hoàn thành nhiệm vụ người chỉ rõ phải cố gắng học tập rèn luyện nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ học để làm việc học để làm người học để làm cán bộ học để phụng sự đoàn thể học để phụng sự giai cấp và nhân dân học để phụng sự tổ quốc và nhân loại muốn đạt mục đích thì phải cần kiệm liêm chính, trí công vô tư. Và học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế, không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học tập và hành để tiến bộ kịp nhân dân chủ tịch hồ chí minh không chỉ đưa ra những chuẩn mực đạo đức chung của người cách mạng của cán bộ đảng viên mà người còn đưa ra những chuẩn mực đạo đức riêng đối với giai tầng các giới lứa tuổi các ngành các lực lượng cụ thể và đến nay vẫn còn nguyên giá trị theo hồ chí minh đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố người yêu cầu mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng thật sự cần kiệm liêm chính chí công vô tư phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch phải xứng đáng là người lãnh đạo là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng người luôn gương mẫu thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng người chính là hiện thân của đạo đức cách mạng quan điểm của các nhạc kinh điển của chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh về chủ mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự nóng hổi trong giai đoạn cách mạng hiện nay nhất là hiện nay chúng ta đang tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân tiêu biểu cho phẩm chất đạo đức và khí phách của dân tộc ta, cho phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng ta. Giáo dục xây dựng đạo đức lối sống tốt đẹp theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vừa lại yêu cầu hiện nay vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, đẩy mạnh việc giáo dục, xây dựng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời kỳ mới, thông qua tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, chặn đứng đẩy lùi tịch quan liêu tham nhũng lãng phí và các tệ nạn xã hội, hình thành và phát triển các giá trị đạo đức cách mạng, của chủ nghĩa xã hội xây dựng con người việt nam xã hội chủ nghĩa có nhân cách cao đẹp bản lĩnh chính trị vững vàng lối sống văn minh xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh tiến bộ